Rồi hay thế phải có gì không? Bay quá, xong rồi chờ chờ sáng chờ ba ngày. Chờ ba ngày xong tới nay thì không nè. Cảm ơn các bạn Sài Gòn đến chúc mừng sinh nhật ngày 12 tháng 11 của David Nguyễn nha. Các cụ đẻ lắm đấy.